giáo dục Việt Nam, hãy học tập Sơn Tùng. Nghe có vẻ rất là câu khách, nhưng mà các bạn bảo đảm coi tới hết clip này sẽ đồng ý với tôi. Bây giờ nội dung chính của cái clip này, tôi muốn làm cái clip này là tại vì mấy bữa trước cho tới mấy bữa nay thường xuyên xuất hiện cái thông tin về cái chuyện là Bộ Giáo dục là quyết định là sẽ cho học sinh từ lớp 3 tới lớp 12 là sẽ học tiếng Hoa với tiếng Nga. Thế với tôi đó là một dự định vô cùng xàm xí. Xàm xí. Tiếng Việt ở trong trường dạy á, dạy mà mấy đứa con nít bây giờ vẫn viết sai chính tả quá trời. Phát âm thì chữ L với chữ N vẫn nộn tới nộn nuôi. Mà bây giờ đi thêm học tiếng nước ngoài để làm cái gì vậy trời? Nếu mà muốn học thì làm ơn tập trung vô tiếng Anh giùm đi. Sửa đổi cái chương trình tiếng Anh giùm đi. Cái chương trình tiếng Anh kiểu gì mà bây giờ học xong lớp 12 ra đường gặp người nước ngoài tới hỏi câu đơn giản thôi: Hello, can you show me the way to the National Museum? Oh, thank you, sit down please. Tức là không thể giao tiếp được một cách bình thường với người nước ngoài bằng tiếng Anh được nữa, thì đó là một chương trình tiếng Anh vô cùng kém hiệu quả. Và làm ơn sửa giùm cái đó đi. Tiếng Anh là một ngôn ngữ phát triển. Mấy đứa mà học tiếng Anh á, như là xinh á, thấy không? Thấy xinh không? Bây giờ là đi dành thời gian mà để học tiếng Nga. Trời ơi, ở Việt Nam có 3 tỉnh à, Phan Thiết, Nha Trang với lại Vũng Tàu là có giao lưu với người Nga thôi. Chỉ vì 3 tỉnh đó mà bắt toàn bộ những cái tỉnh còn lại khoảng 54 hay là 64 gì đó phải học tiếng Nga, nó cũng không có khác gì chuyện bởi vì một năm có bắn pháo bông một lần ở quận nhất mà cấm xe ra vô quận nhất trong vòng một năm để tránh kẹt xe. Có nghĩa đó là một cái dự định vô cùng tào lao. Còn về tiếng Tàu thì đồng ý là học tiếng Tàu nó cũng có lợi. Lợi lớn nhất của nó là cái chuyện á, mình biết được cái thằng chó đẻ mất dạy nó ở sát nách mình, nó nói cái gì, nó chửi mình cái gì để mình biết mình còn chửi lại nó. Nhưng vấn đề là học tiếng Tàu nó tốn rất là nhiều thời gian và tiền bạc, mà hai thứ đó là hai thứ Việt Nam không có. Tiền bạc, nợ công của Việt Nam, tức là tiền nợ mà trên mỗi người dân Việt Nam là bây giờ hơn 30 mấy triệu rồi. Trời đất quỷ thần ơi, đã không có tiền rồi mà còn học thêm tiếng nước ngoài, mà học thêm thứ tiếng không cần thiết nữa, để làm cái gì vậy trời? Các bạn á, đâu phải tự nhiên mà muốn có chương trình học tiếng Tàu là tự nhiên nó xuất hiện chương trình mọc dưới đất mọc lên đâu, hay là tự nhiên có giáo viên xuất hiện từ trên trời rớt xuống đâu. Phải đào tạo, phải xây dựng, tốn tiền, tiền, tiền. Tiền ở đâu ra? Trong khi chúng ta đang nghèo, nghèo quá trời quá đất. Mình á, Việt Nam mình giống như là một anh nhà nghèo vậy đó, trăm thứ phải chi ra, quần áo, ăn mặc, giáo dục tùm lum đủ thứ hết trơn hết á, mà bây giờ còn mọc thêm hai cái thứ này nữa, cái đó gọi là nghèo mà chơi ngu chứ không phải là chơi sang nữa. Còn về thời gian thì các bạn cũng biết đó, chúng ta mới thoát khỏi chiến tranh không lâu. Mỗi lần nói khúc này là thấy mắc cười. 41 năm rồi mà kêu không lâu. Một đứa mà sinh ra từ hồi năm 1975 tới bây giờ, thí dụ 20 tuổi có vợ rồi, 20 tuổi đẻ con đó, thì bây giờ là có thể trở thành ông nội rồi mà dám kêu là không lâu. Thôi nhưng mà cứ kệ, coi như là không lâu đi. Mà nền kinh tế của Việt Nam á, càng lúc á, càng chậm lụt, tới mức mà Lào với Campuchia bây giờ nó còn dương mặt mình nữa đó. Không có bao nhiêu thời gian để bắt kịp với thế giới hết. Bây giờ còn phải bỏ ra thêm thời gian để học thêm tiếng Tàu, tiếng Nga nữa hả? Xàm dừa thôi chứ, quá xàm luôn. Nhìn lại giùm tôi, nhìn giùm tôi, Singapore mới lập nước ở năm 1965, 50 mấy năm thôi. Người ta tập trung, người ta học tiếng Anh. Dân ở bên đó là dân gốc Hoa không à, mà người ta lấy tiếng Anh làm chủ đạo. Và bây giờ nhìn thử coi, nước nào là nước phát triển, Việt Nam hay Singapore? Đi ra quận nhất có thấy Marina Bay được không? Rồi đi qua bên Sing thấy du học sinh Việt Nam một đống, hay là đi qua Việt Nam thấy du học sinh Sing? Nói cho tôi nghe đi. Trong khi á, cái chương trình mà cái giáo dục ở Việt Nam nó đã quá nặng rồi. Con nít á, học tới 9-10 giờ mới đi về được. Ra đường là thấy phụ huynh đón con 9-10 giờ luôn. Mặt người nào người nấy phờ phạt. Đón con mà còn phờ phạt vậy đó, chứ đừng có nói tới tụi nhỏ học. Bây giờ thêm 2 tiếng nữa rồi muốn mấy giờ tụi nó về. Trong khi giáo dục của Việt Nam á, là một nền giáo dục vô cùng lạc hậu và kém hiệu quả. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bởi vì các bạn nhìn các bạn cũng thấy mà. Nhưng mà bây giờ dùng con số đi cho nó dễ ha. Cho nó dễ. Ở trong những mà nền giáo dục của chúng ta đào tạo rất là nhiều tiến sĩ nha,
Nhưng mà những tiến sĩ đó có đóng góp như thế nào? Theo thống kê của Viện Thông tin Khoa học thì trong 15 năm qua, 96-2011, Việt Nam mới có 13.000 ấn phẩm khoa học, bằng khoảng 1/5 của Thái Lan, 69.000, 1/6 của Mã Lai, 75.000 và 1/10 của Sing, 127.000. Trong khi đó dân Việt Nam gấp 17 lần dân Sing, 3 lần Mã và gấp rưỡi Thái Lan. Một cái nền giáo dục mà sinh ra một cái kết quả mà tồi tệ như vậy, đó là một nền giáo dục quá kém. Và đây cũng là lúc mà tôi nói giáo dục Việt Nam làm ơn hãy học tập Sơn Tùng. Tại vì sao? Sơn Tùng nó làm một cái điều rất là đơn giản, những người thành công trên thế giới đã làm rồi, đó copy những người thành công. Ba mẹ tim mày, em trai tim mày, luôn dõi theo từng bước chân mày để vinh quang tự hào của gia đình. Tùng nó copy G-Dragon 100%, cho nên nó cũng thành công ở đây. Mặc dù nó có thể không thành công như G-Dragon, nhưng nó cũng thành công. Thì làm ơn Việt Nam học tập nó đi, copy dùm đi. Những cái nền mà giáo dục tiên tiến như là Sing nè, gần nhất nè, Hàn nè, Nhật nè, Mỹ nè, châu Âu nè, Phần Lan nè, copy dùm đi. Copy dùm đi thì nó thiệt đâu có đợt cần mắc công tốn bao nhiêu công sức mà ngồi sáng tạo ra một cái mớ hổ lốn như vậy. Nói mà copy không được á, tại vì người Việt Nam khác khác á, xạo dừa thôi. Cái người Việt Nam khác khác sau Việt Nam á, cứ đi nước ngoài du học vậy mà ra nước ngoài du học là thành công à. Ở trong đây học thì rất ngu, nhưng ra nước ngoài thì học giỏi à. Vậy sao vậy? Không có khác gì hết, bản chất con người không có gì khác nhau hết á. Làm ơn copy giùm tôi đi, copy giùm đi mà. Đừng có ngồi mỗi năm, mỗi gắn thêm nữa. Giáo dục Việt Nam nó giống như một cái căn nhà mục ruộng sắp sập rồi. Bây giờ cứ mỗi năm mỗi treo thêm mỗi thứ vô thì làm sao nó chịu nổi. Và cũng đừng có bỏ công sức tiền bạc ra để làm cái chuyện là mỗi năm mỗi thay cái kỳ thi phổ thông trung học đại học nữa. Kỳ thi phổ thông trung học đại học đó, nó giống như là một cái cửa vậy đó. Suốt ngày cứ thay cái màu sơn cửa hoài, trong khi cái căn nhà thì nó sắp sập rồi. Để làm cái gì vậy? Học Sơn Tùng dùng, copy dùng đi. Giáo dục Việt Nam ơi, copy!